Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Máy bay vận tải Boeing đáp khẩn cấp vì động cơ bốc cháy giữa không trung. Tổng thống Biden ký dự luật ngân sách tạm thời, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa. Dịch sởi bao trùm ở nhiều bang tại Mỹ. Nhiều du thuyền hủy lịch trình vì căng thẳng biển Đỏ, cùng những tin tức đáng chú ý khác và sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi. Máy bay vận tải Boeing đáp khẩn vì động cơ bốc cháy giữa không trung. Máy bay vận tải hàng hóa Boeing 747-8 của hãng Atlas Air Mỹ với phi hành đoàn 5 người đã quay lại đáp khẩn xuống sân bay quốc tế Miami ở Florida vào khuya ngày 18 tháng 1 theo giờ địa phương trong tình trạng cánh trái phi cơ phục lửa. Những hình ảnh chưa được xác nhận trên mạng xã hội X cho thấy lửa phun ra khỏi cánh trái máy bay vận tải trên bầu trời đêm. Reuters vào hôm 19 tháng 1 đã dẫn thông báo của sân bay quốc tế Miami cho biết không có ai bị thương trong vụ việc. Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy chiếc máy bay trên đã được đưa vào sử dụng vào khoảng 8 năm. Dòng 7478 sử dụng 4 động cơ gen do tập đoàn General Electric sản xuất. General Electric chưa bình luận về sự cố. Động cơ gặp trục trặc là sự kiện hiếm khi xảy ra nhưng có thể gây nguy hiểm khi những bộ phận xoay đâm thẳng phần vỏ bọc bên ngoài động cơ. Tổng thống Biden ký dự luật ngân sách tạm thời, chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa. Tổng thống Joe Biden đã ký dự luật ngân sách ngắn hạn sau khi văn bản này được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 1 theo giờ Mỹ. Đây là lần thứ ba chính sách Mỹ tránh được nguy cơ phải đóng cửa trong năm tài khoá 2024 và các dự luật ngân sách tạm thời nhằm giúp các nghị sĩ hai đảng có thêm thời gian đàm phán dự luật ngân sách tổng thể cho năm tới. Theo dự luật mới được thông qua, ngân sách tạm thời sẽ được cấp tới ngày 1 tháng 3 cho một số bộ bao gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị, Bộ Năng lượng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, trong khi đó ngân sách tạm thời cũng sẽ được cung cấp cho các bộ bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động và Bộ Giáo dục cho tới ngày 8 tháng 3. Hơn 100 triệu người Mỹ trong vòng cảnh báo giá rét cuối tuần nguy hiểm. Ngày 19 tháng 1, hơn 100 triệu người trên khắp nước Mỹ, tương đương 30% dân số, nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết nguy hiểm do cơn bão mùa đông quét qua các bang ở khu vực Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc nước này. Tuyết đang rơi ở khu vực kéo dài từ bang Indiana đến bang Delaware, gây gián đoạn hoạt động giao thông ở các thành phố Cincinnati, Pittsburgh, Washington DC, Baltimore, Philadelphia và New York. Các chuyên gia dự báo lượng tuyết rơi dày từ khoảng 5 đến 12 cm, có nơi dày tới 15 cm. Thành phố New York có thể có tuyết rơi dày 5 cm, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp trong tuần này, lượng tuyết dày hơn 2,5 cm sau hơn 700 ngày thiếu tuyết. Dự báo, cuối tuần này phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ sẽ chìm trong giá rét. Đặc biệt, nhiều bang thuộc vùng New England có thể ghi nhận nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Trong khi đó, một luồng không khí lạnh tăng cường từ Bắc Cực dự báo sẽ tràn vào khu vực Trung Tây và Ngũ Đại Hồ và kéo dài đến hết ngày 21 tháng 1. Cũng theo các chuyên gia, vào cuối tuần này, một cơn bão khác từ Thái Bình Dương có thể sẽ đổ bộ vào bờ Tây nước Mỹ, gây mưa lớn tại nhiều khu khu vực của bang California. Bên kia bờ tại Tây Dương, thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng đang làm gián đoạn hoạt động giao thông tại một số quốc gia châu Âu. Aerostar, công ty vận hành tuyến đường sắt chạy qua đường hầm eo biển Manche, đã thông báo hủy các chuyến tàu giữa Paris, Pháp, Brussels ở Bỉ, Amsterdam, Hà Lan, Cologne ở Đức trong ngày 19 tháng 1. Số chuyến tàu nối một trong bốn thành phố trên với thành phố London của anh không bị ảnh hưởng. Hồi đầu tuần, tuyết rơi dày bất thường đã gây gián đoạn giao thông ở Pháp và vùng liên minh kinh tế Benelux gồm ba nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Lạm phát ở Nhật Bản cao nhất 41 năm. Giá thực phẩm đắt đỏ và đồng yên yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi của Nhật Bản tăng 3,1% năm 2023. Số liệu chính thức công bố vào hôm 19 tháng 1 cho thấy lạm phát lõi, tức là không tính giá thực phẩm tươi sống, của Nhật Bản năm ngoái là 3,1%, cao nhất kể từ năm 1982. Nguyên nhân chủ yếu là giá thực phẩm tăng cao và đồng yên yếu khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn Tính riêng tháng 12, lạm phát lõi 2,3%, giảm so với 2,5% vào tháng 11. Như vậy, tốc độ này đã vượt qua mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong 21 tháng liên tiếp. Số liệu tháng 12 cũng khớp với dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, giá phòng khách sạn tại Nhật Bản tăng 59% trong tháng 12, trong khi giá điện lại giảm 20,5%. Số liệu tháng 12 cho thấy lạm phát đang có xu hướng chậm lại, Kanako Nakamura, nhà kinh tế học tại Viện nghiên cứu Daiwa cho biết, so với năm 2022, mức tăng giá thực phẩm đã chậm lại. Giá thực phẩm tại đây tăng mạnh do chi phí nhập khẩu, logistics và lương nhân công trong nước tăng. Số liệu lạm phát được công bố vào thời điểm chính phủ Nhật Bản thúc giục doanh nghiệp nâng lương trước kỳ đàm phán hàng năm giữa các giám đốc và công đoàn. Báo cáo này cũng được công bố trong bối cảnh thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Nhật sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm vào đầu năm nay. Dù vậy, giới quan sát cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ trong phiên họp tuần tới. Lãi suất tham chiếu kỳ hạn một năm tại đây hiện là âm 0,1%. Dịch sởi bao trùm ở nhiều bang tại Mỹ. Trong quá khứ, Mỹ từng tuyên bố đã loại trừ bệnh sởi. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều bang tại nước này ghi nhận số ca mắc sởi tăng. Mới nhất, bang Philadelphia ghi nhận 8 ca mắc sởi từ tháng 12 năm 2023 đều ở những người chưa tiêm vaccine. Các trường hợp mắc bệnh khác cũng được ghi nhận ở bang Delaware, New Jersey và bang Washington. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ cho biết có 41 ca mắc sởi trong năm 2023, dữ liệu này vẫn chưa hoàn chỉnh. Số ca mắc sởi trong những năm qua tại Mỹ không cao, song việc dịch vẫn bùng phát khiến các quan chức y tế lo ngại. Mỹ tuyên bố đã loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ đã giảm và khách du lịch có thể mang bệnh sởi vào đất nước là những nguyên nhân gây bùng phát dịch. Báo cáo của CDC cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine MMR phòng sởi quay bị rubella cho trẻ mầm non năm 2022-2023 là 93%, thấp hơn năm 2019-2020 là 95%, tỷ lệ tiêu chuẩn trong 10 năm qua có một trong năm người Mỹ phải nhập viện khi mắc sởi. Bệnh này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ dưới 5 tuổi, bao gồm nhiễm trùng tai, tiêu chảy, viêm phổi, viêm não, thậm chí là tử vong. Không chỉ tại Mỹ, các ca mắc sởi trên toàn cầu đã tăng 18% trong năm 2022 so với năm 2021. Tỷ lệ tử vong trong giai đoạn này cũng tăng 43%. Nhiều du thuyền hủy lịch trình vì căng thẳng ở Biển Đỏ. Siêu du thuyền Silver Moon của hãng tàu Silver Sea với sức chứa gần 600 khách đang trong hành trình du ngoạn trên biển, theo lịch trình tàu sẽ đi từ Akaba, Jordan đến Muscat, Oman. Tuy nhiên, con tàu phải đổi hướng không đến Muscat và quay lại cập cảng ở Akaba. Chuyến đi vẫn kéo dài 10 đêm, cập bến vào ngày 16 tháng 1. Riêng hành trình tiếp theo từ Muscat đến Dubai bị hủy vì tàu tránh đi lại qua khu vực biển đỏ. Peter Shanks, CEO của Silver Sea tại Anh và Ireland cho biết, đang sắp xếp các chuyến bay cho khách về nhà vì hành trình thay đổi. Mỗi khách được nhận 500 đô la Mỹ và giảm giá 50% nếu đặt chuyến đi tiếp theo trong tương lai. Hai hãng tàu du lịch có trụ sở toàn cầu MSC Cruise và Oceana Cruise hủy bỏ mọi chuyến đi đến Israel nằm trong khu vực biển đỏ. MSC cũng hủy quá cảnh tại thành phố Suez Ai Cập nơi có kênh đào Suez. Khi bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới 121 ngày vào tháng 1, thay vào đó, tàu của họ đi vòng quanh châu Phi. Đại diện hãng cho biết dù thay đổi lịch trình nhưng vẫn đảm bảo đưa khách tham quan đủ 50 điểm đến. Trong lúc này, sự chú ý đổ dồn vào các hãng tàu du lịch như P&O Cruises, Cunard, Holland America Line và Azamara. Các hãng đều có tàu đang đưa du khách du ngoạn thế giới và dự kiến quá cảnh ở Suez vào tháng 3 hoặc 4 sau khi quay về từ địa trung hải. Đại diện của P&O Cruises cho biết, đang cập nhật tình hình mỗi ngày và sẽ thông báo cho khách du lịch nếu cần thiết phải thay đổi hải trình. Fred Olsen Cruise Lines, hãng tàu du lịch sang trọng có trụ sở tại Anh, cho biết chưa thay đổi bất kỳ lịch trình nào, gồm cả chuyến đi qua kênh đào Suez vào đầu tháng 4. Như vậy, công ty thường xuyên liên lạc với các bên liên quan để đánh giá mọi rủi ro. Hãng tàu Cunard, trụ sở tại Anh và Holland America của Mỹ, cho biết cũng đang theo dõi tình hình và sẽ thông báo cho khách bất kỳ cập nhật nào trong thời gian sớm nhất các du khách đã đặt tiền cho kỳ nghỉ sắp tới bằng du thuyền và có lộ trình đi qua biển đỏ có thể phải chịu phí nếu hủy tour tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia tình hình hiện cho thấy các hãng tàu nhiều khả năng phải hủy lịch trình trước khi khách hủy một số hãng tàu khác có chính sách hoàn tiền cho khách hoặc chuyển sang chuyến đi khác Vận chuyển hàng không Việt Nam châu Âu tăng vọt giữa bối cảnh gián đoạn ở Biển Đỏ. Khối lượng hàng hóa từ Việt Nam đến châu Âu đã tăng 62% trong tuần lễ kết thúc vào ngày 14 tháng 1 so với tuần trước và giá cước tăng 10%. Ông Neon Van der Vo, giám đốc vận tải hàng không của công ty vận chuyển hàng hóa Seneta cho biết khi so sánh giá cước vận tải hàng không và đường biển biển đó dẫn tới kênh đào Suez nằm trên tuyến đường thương mại đông tây, quan trọng từ các trung tâm sản xuất của châu Á đến châu Âu và tới bờ biển phía đông châu Mỹ. Khoảng 12% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới đi vào kênh đào Suez qua vùng biển này các công ty hậu cần cho biết nhiều nhà sản xuất đang tìm cách vận chuyển sản phẩm của họ bằng đường hàng không trong vài tuần tới khi nhóm houthi ở yemen có liên hệ với iran thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền buộc họ phải tìm các tuyến đường thay thế các công ty vận tải đang nỗ lực để có nhiều không gian vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hơn. Một số khách hàng đã bắt đầu vận chuyển toàn bộ hoặc một phần hàng hóa bằng đường hàng không để tránh bị chậm trễ. Khối lượng vận chuyển bằng đường hàng không trên tuyến Việt Nam Châu Âu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 14 tháng 1 cao hơn 6% so với tuần cao điểm trong tháng 10 năm 2023 và tăng 16% so với cùng tuần này vào năm trước. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản nói tàu của họ đã đổ bộ lên mặt trăng. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản vào sáng sớm ngày 20 tháng 1 theo giờ của Nhật cho biết tàu vũ trụ của họ đã ở trên mặt trăng nhưng vẫn đang kiểm tra tình trạng của tàu. Các quan chức cho biết thêm rằng thông tin chi tiết sẽ được đưa ra tại một cuộc họp báo. Tàu đổ bộ thông minh điều tra mặt trăng, hay còn gọi là SLIM, đã đáp xuống bề mặt mặt trăng vào khoảng 12 giờ 20 sáng ngày 20 tháng 1, theo giờ Tokyo không có phi hành gia nào trên tàu vũ trụ này nếu slim hạ cánh thành công nhật bản sẽ trở thành quốc gia thứ năm lập được kỳ tích này sau mỹ liên xô trung quốc và ấn độ việc hạ cánh trên mặt trăng là nhằm thúc đẩy chương trình không gian đã phải hứng chịu một loạt thất bại của nhật bản và bị đối thủ trung quốc lấn át được mệnh danh là xạ thủ mặt trăng, tàu thăm dò của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản đặt mục tiêu hạ cánh mục tiêu trong vòng 100 m, một công nghệ mà JAXA cho biết là chưa từng có và cần thiết trong việc tìm kiếm nước và khả năng sinh sống của con người trên mặt trăng. Tàu Slim của JAXA đã bắt đầu giai đoạn hạ cánh kéo dài 20 phút trong sứ mệnh một chiều từ nửa đêm ngày 20 tháng 1 cố gắng hạ cánh xuống một địa điểm mục tiêu có kích thước gần bằng hai đường đua thể thao trên sườn dốc của một miền núi lửa ở phía nam đường xích đạo mặt trăng JASA nhấn mạnh công nghệ có độ chính xác cao của họ sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc khám phá các cực của mặt trăng trong tương lai, được coi là nguồn cung cấp tiềm năng về oxy, nhiên liệu và nước. Nhật Bản cũng có kế hoạch tham gia chung chuyến thăm dò vùng cực mặt trăng không người lái với Ấn Độ vào năm 2025. JASA cho biết sẽ mất tới một tháng để xác minh xem SLIM có đạt được mục tiêu có độ chính xác cao sau khi hạ cánh hay không. Bốn cách giúp đốt mỡ thừa toàn thân. Để giảm mỡ toàn thân hiệu quả có thể áp dụng những cách dưới đây. Thứ nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống. Giảm lượng calo trong chế độ ăn hàng ngày là một trong những cách hiệu quả nhất để thúc đẩy đốt mỡ thừa. Bằng cách nạp ít calo hơn nhu cầu hàng ngày, cơ thể buộc phải dùng mỡ thừa làm năng lượng, nhờ đó giúp giảm mỡ. Các chuyên gia khuyến cáo để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thì người giảm cân không nên thâm hụt quá 500 calo một ngày. Chế độ ăn cần ưu tiên các món giàu protein, chất xơ. Những món này gồm thịt gà, bò, gạo lứt, trái cây, rau củ và các loại đậu. Thứ hai là tập cardio. Các bài cardio như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay là nhảy dây là cách đốt mỡ thừa rất hiệu quả. Không những vậy, các bài tập này còn làm tăng nhịp tim, khả năng hấp thụ oxy của cơ thể, nhờ đó cải thiện khả năng đốt mỡ thừa. Cardio có thể được thực hiện ở cường độ vừa phải trong thời gian dài, chẳng hạn như chạy bộ cử ly vài cây số trở lên, hoặc cường độ cao trong thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như chạy nước rút. Điều này tùy thuộc vào thể lực và mục tiêu cá nhân. Thứ ba là tập các bài sức mạnh. Lợi thế của các bài sức mạnh chẳng hạn như nâng tạ, kéo xà đơn hay là tập bằng dây kháng lực không chỉ giúp đốt mỡ mà còn kích thích cơ phát triển lớn hơn. Người có khối cơ càng lớn thì giảm mỡ càng dễ. Nguyên nhân là do tế bào cơ bắp có khả năng đốt calo khi ở trạng thái nghỉ ngơi cao hơn nhiều so với tế bào mỡ. Thứ tư là điều chỉnh một số thói quen. Ngoài ăn kiêng và tập thể dục, một số thói quen như uống đủ nước và ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng đến mục tiêu giảm mỡ toàn thân. Uống nhiều nước có thể giúp giảm đói và tăng cảm giác no, nhờ đó tuân thủ chế độ ăn kiêng dễ dàng hơn. Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ hoạt động hiệu quả hơn, khả năng đốt cháy mỡ cũng được đảm bảo ở mức tốt nhất. Ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng, vì thiếu ngủ có thể dẫn đến gây mất cân bằng nội tiết tố. Tình trạng này góp phần gây tăng cân và khó giảm cân. Thời lượng ngủ lý tưởng với người trưởng thành là từ 7 đến 8 giờ cho một đêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.